Thì các bạn nha, mình đi tới cái lo ha. Đợt trước mình mua một cái rồi nhưng mà nó bị lỗi. Thì cái đó để sau này mình rảnh thời gian mình tháo mình bung ra mình coi mình test. Nay mình cũng mua lại cái lo đó. Với cái giá rẻ hơn mình muốn thử coi cái giá rẻ này nó có bằng cái chất lượng cái giá đợt trước mình mua hay không, nhưng mà đợt trước mua lầm hư rồi. Khiếu nại nhưng mà mình thấy không có nhiêu thôi, cũng có thiếu nại cái nhà cung cấp á, mà thường mình cũng thông cảm cho họ bạn nha, họ bán số lượng lớn quá đó, họ không có thời gian họ test đâu, rồi thành ra mỗi khi lỗi này kia mà làm như vậy thì nó cũng hơi mất thời gian của người tiêu dùng mà. Ví dụ mình là người cung cấp đi, mình bán sản phẩm mình không test kỹ, mình giao cho người ta nhận rồi người ta dùng nó lỗi, cái mất công đổi trả thời gian, mất thời gian hai bên nữa. Cái lợi của mình không có nhiều nhưng mà mất thời gian hai bên nữa các bạn ha. Mình sau này có kinh doanh cũng không làm kiểu đó đâu, à mất thời gian test, giống như mình thấy cái anh Hoàng Kiên đó, mà Hoàng Kiên mà chuyên về iPhone ha, anh rất là uy tín luôn ha. Ông anh đó thì làm ăn uy tín đó, bạn nào có lên YouTube chúng ta xem mấy cái video anh nói về iPhone á, anh nói rất là rõ rất là kỹ luôn. Bạn nào muốn học iPhone lắp ráp sửa chữa thì có lại anh đó chúng ta học hỏi thêm cái kinh nghiệm, kinh nghiệm anh là chuyên sâu luôn á các bạn ha. Rồi chúng ta test thử cái này thôi, mình sẽ test luôn cái Bluetooth rồi mình test luôn cái âm thanh luôn, test hết các bạn nha. Màu đỏ phong thủy màu đỏ. Rồi bên trong thì nó cuốn sách hướng dẫn nói chung tiếng Anh tiếng Tàu cũng không có nhiều nút nên cũng đơn giản các bạn ha, nhìn sơ sơ chắc các bạn cũng biết rồi ha. Có pin là 400 mV các bạn nha. Đây là cáp nè, cáp jack lo 3.5 và cáp USB sạc, cáp sạc truyền thống là micro USB. Đây, đợt trước mình mua cái màu đen, đợt này mua cái màu đỏ, đổi màu, đổi phong thủy, nó phong thủy chứ mình tin về cái đạo đức nhiều hơn mà ha. Phong thủy này thì cũng lệ thuộc vào nhân quả với đạo đức của người thôi. Rồi bây giờ mình test mở không biết có nguồn này nữa, cái này mua cũng hơn tháng rồi, 2 3 tháng gì The rồi. Bluetooth device is ready to pair. Rồi mở ra test cho mình nha. Đúng lý ra là mình dùng cái điện thoại đang quay mình test đó, nhưng mà có một cái mình cho đứa em mượn à, hình ra không có gì lộn, bật Bluetooth mà bật wifi. Rồi mở lên giò bạn ha, cái Bluetooth là đã mở sẵn à, để mình giò có thấy nó không. Cái này là đã kết nối rồi ha, những cái mà kết nối trước đây này BS2 nữa mà. The Bluetooth device is connected successfully. Rồi vậy là báo như thế là kết nối rồi các bạn nha. À, chủ chúng ta vào chúng ta mở nhạc thôi. Giờ mình coi những cái danh sách album nhạc hoa. Mấy nhạc này mình ít nghe lắm các bạn, chủ yếu là mình test test lo thôi. Nãy chưa chuẩn bị, để mình chuẩn bị mình add mấy cái list các bạn. Rồi giờ test các bạn nha, list mình đã add vào file rồi, test thử vài bài nè.
ruộng đồng bát ngát
lặn lội phương xa. Cuộc gọi tới các bạn, chúng ta bấm nút này để chúng ta nghe nghe lo luôn ha, giảm âm lượng. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Tự kết nối các bạn nha, nếu mà chúng ta tắt ngang á, tắt ngang thì tự kết nối ha. The radio motor. Có ra em. Em ơi,
ông chờ hãy nhớ các bạn nha, ông chờ hãy nhớ nè, ông chờ tập nè. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Khi mà ta chuyển qua chế độ thì cái điện thoại nó tự động nó dừng nhạc các bạn ha. Rồi, rồi nhìn nó ta. Nó sẽ nếu mà chúng ta cắm thẻ nhớ vào thì nó có một chế độ chuyển qua thẻ nhớ luôn. Nếu chúng ta ấn một nút này. Ha, một là cái FM, hai là chuyển qua hệ nhớ, ba là chế độ của loa. The radio mode. The Bluetooth device is ready to pair. Đó là chuyển qua chế độ Bluetooth. The Bluetooth device is connected successfully. Chuyển qua chế độ Bluetooth rồi mà ha. Rồi, đây cũng không có gì nhiều các bạn nha, cũng đơn giản thôi ha. Rồi mình chia sẻ như đây thôi, như đây cũng khá dài rồi. Chú ý mở nhạc cho bạn nghe thôi, bạn biết chất lượng loa nó đối với tầm giá 160 này cũng tương đối ok. Chất lượng loa này nó bằng cái loa đợt trước mình mua các bạn nha, chỉ qua là những cái nhà phân phối họ họ bán giá khác nhau thôi, do cái nhà phân phối nào họ uy tín hơn thì họ bán giá cao hơn, hoặc là cái sản phẩm họ nhập cái giá thành nó cao thì họ bán phải ra đầu ra nó phải cao hơn. Hoặc là họ muốn bảo hành lâu dài hoặc là bảo hành một đổi một như thế nào đó mà cái giá nó sẽ thay đổi. Thì mình thấy cái 160 với cái 230, cái này mua 160, cái trước 230 mua lỗi mà nó vẫn chất lượng như thế này, mình cũng test thử một cái rồi. Ok, thì kết luận cuối là cái lo này trong tầm giá 160 ổn rồi ha, mình sẽ đưa link bên dưới luôn cho các bạn xem. Bây giờ có thể là thời điểm hiện tại là giá nó khác các bạn nha, thời điểm mình mua giờ 3-4 tháng gì rồi, giờ mới khui nè. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.